Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì có một vị khách hàng đến tư vấn về mặt di chúc, cho nên tôi mới và trong cái nội dung hướng dẫn về di chúc thì tôi có yêu cầu anh bổ sung một số chứng từ. Trong đó ngoài cái việc mà nhận làm một cái di chúc thì anh có hỏi tôi một cái vấn đề là thế chị Thu ơi, trong cái luật nó có quy định về di sản vào việc thờ cúng hay không? Thì anh bảo từ mà thuật ngữ nhà luật là di sản dành vào việc thờ cúng, nhưng mà anh bảo là cái di sản này ba mẹ nói là để lại mà không được quyền bán. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái video này thì tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn có quy định của luật dân sự về di sản dùng vào việc thờ cúng. Thưa quý vị và các bạn, trong cái quá trình hành nghề thì cũng rất là nhiều lần tôi đã được nghe từ khách hàng rằng là má tôi nói là cái nhà đó không được bán, chỉ được quyền ở, mà ai nghèo khổ thì về đó ở. Tôi cũng đã từng nghe những người khác nói rằng là để lại 3.000 m² này để lấy lúa tôm, tiền thuê cho thuê ruộng á, để sau này dỗ quải cho ông cố, bà cố, ông nội, bà ngoại, hoặc là những người hàng thừa kế, và chỉ định cho anh con trai trưởng, anh con trai út hay chị con gái út làm cái việc này. Thì thông qua cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi nói cho quý vị và các bạn rằng theo quy định của pháp luật dân sự, mà đặc biệt là luật dân sự năm 2015, vẫn có những quy định về di sản dùng vào việc thờ cúng. Tức là cái người mà để lại di sản, họ có một cái ý chí rằng là di sản này không được bán và chỉ được thờ cúng, tôn tạo, giữ gìn, bảo quản từ đời này qua đời khác. Tôi đưa ra một cái ví dụ trước khi đưa những cái quy định của pháp luật, thì tôi đưa ra một cái ví dụ như thế này. Ông A, ông có tổng cộng là 3.000 m². Trên 3.000 m² đó có một căn nhà. Thì ông bảo rằng là sau khi tôi chết đi thì tài sản là đất sẽ được chia hết cho các con. Riêng cái nhà này thì các con để lại làm vào việc thờ cúng. Và nếu trong trường hợp những đứa cháu nào nghèo khổ thì về ở lại đây. Thì ba đứa con, khi ông mất thì ba đứa con thực hiện một cái di nguyện của ông bằng cách là chia cái phần đất, còn cái nhà thì không chia, để tiếp tục quản lý sử dụng, và cử một trong ba người để quản lý, để trông nom cái di sản thừa kế và tôn tạo nó lên. Tôi cũng có một vị khách hàng, ông có tổng cộng là 7 đứa con gái, 7 đứa cháu gái và một đứa cháu trai. Thì ông lập một cái di chúc, trong đó ông bảo rằng là di chúc này cho đứa cháu đích tôn của tôi. Một cái sự phân biệt giữa nam và nữ. Và sau khi cho đứa cháu như vậy thì ông có một điều kiện thứ hai nữa là cháu phải có nghĩa vụ dỗ quải những cái liệt kê mà theo ông là cần thiết. Và sau đó thì ông lập một cái di chúc chỉ cho đứa cháu này được toàn quyền định đoạt, di sản này không được bán và được dùng vào thờ cúng. Các bạn hỏi tôi rằng luật sư ơi, vậy thì cái quy định của pháp luật như thế nào để áp với trong trường hợp này? Thì tôi sẽ đọc cho quý vị và các bạn hiểu, để mà quý vị và các bạn được rõ trong quy định của pháp luật Việt Nam tại năm 2018 có quy định về việc di sản dùng vào việc thờ cúng. Ở trong cái điều 645 của Bộ Luật Dân Sự năm 2015 đó quý vị và các bạn, khoảng 1, trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng. Các bạn thấy rõ rồi, ý chí họ bảo rằng họ có 10 loại tài sản, nhưng họ chỉ để lại một phần di sản để làm việc thờ cúng. Họ đã chỉ định trong di chúc hoặc là không chỉ định trong di chúc một cái người quản lý cái di sản thờ cúng này. Nếu người được chỉ định trong di chúc không thực hiện hoặc không theo thỏa thuận giữa những người thừa kế, thì những người thừa kế khác có quyền giao cái phần di sản thờ cúng này vào việc thờ cúng cho những người khác để quản lý. Nói nôm na như thế này quý vị và các bạn, nếu trong trường hợp cái người mà được chỉ định trong di chúc hoặc cái người quản lý trực tiếp cái di sản này họ không hoàn thành cái sứ mạng để quản lý cái di sản thờ cúng thì sẽ giao cho người khác quản lý. Ở ngoài thì do trời mưa cho nên nó cũng có một cái tiếng ồn, quý vị và các bạn thông cảm ha. Trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử người quản lý di sản thờ cúng. Thì hồi nãy tôi cũng đưa ra quý vị và các bạn cái ví dụ rồi, ở trong gia đình có 3 anh em mà ba chỉ nói rằng để cái nhà này làm việc thờ cúng, còn tụi bay muốn chia gì chia. Trong 3 anh em thì thôi đứa nào thuận tiện thì đứa đó sẽ về nhang khói cho gia đình, đứa nào thuận tiện trong công việc ở gần thuận tiện thì sẽ về để quản lý, mà không chỉ định một chính xác người quản lý di sản thờ cúng. Ai làm cũng được, miễn là làm tốt là được. Trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều chết thì phần di sản để thờ cúng thuộc về người quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái câu hỏi mà hôm trước tôi có đưa ra một cái nhận định với khách hàng. Số là như thế này quý vị và các bạn, ông A ổng có tổng cộng là 6 người con. Khi mà ông còn sống thì ông đã chia hết tài sản ra, trong đó ông để lại 3.000 mét vuông đất. Mà các bạn biết rồi, 3.000 mét vuông đất vào thời điểm năm 1998 thì khác, còn 3.000 mét vuông năm 2018 thì cái giá trị nó lớn. Thì trong cái ý chí của ông để lại 3.000 mét vuông sử dụng vào mục đích di sản thừa kế. Cho tới thời điểm này thì các cái đồng thừa kế khác họ muốn tranh chấp, nhưng ông bảo rằng là hồi xưa lúc ba còn sống, ba bảo rằng là 3.000 mét vuông này để tôi lấy lúa tôi cho thuê, và cái tiền thuê lúa này tôi được đưa vào và làm dỗ, làm đám, làm tiệc cho những người đã khuất trong dòng họ của mình. Thì nếu như quý vị và các bạn biết không, hàng thừa kế thứ nhất không còn thì phần di sản sử dụng vào việc thờ cúng sẽ thuộc về người quản lý hợp pháp di sản đó. Vậy thì nếu chiếu theo những cái quan điểm này thì để lâu thì sẽ thành của mình đó. Người nào trực tiếp quản lý cái di sản thừa kế lâu dài xuyên suốt, nếu cái hàng thừa kế kia chết hết thì mình mặc nhiên được hưởng những cái di sản này. Cái ý thứ hai quý vị và các bạn, trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ của tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng. Tôi đọc lại cho quý vị và các bạn ha. Trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng. Luật dự liệu những cái trường hợp mà ví dụ như tổng cái di sản nó nhỏ hơn cái số tiền mà cái người chết, ví dụ như cái người chết thiếu nợ là 1 tỷ đồng. Tuy nhiên rằng là cái nhà bà bảo với các con rằng là cái nhà này chỉ để không được bán mà chỉ để cúng quải đâu thôi, thì chắc chắn các con không thể sử dụng và chỉ được bán để trả những cái khoản nợ cho bà. Thưa quý vị và các bạn, đây là những cái video để cho quý vị và các bạn biết rằng theo quy định của pháp luật về dân sự có những điều khoản, có những cái quy định di sản dùng vào việc thờ cúng. Ông bà ta xưa có một cái tầm nhìn rất là xa. Ông bà ta có một cái nhìn rằng là muốn các con cháu xây nhà thật là to, và sau đó thì muốn các con sum vầy mỗi người một phòng mỗi người để về, và họ cho rằng cái việc đông đúc con cháu là một cái phước, một cái phần. Và tôi cho rằng là nếu trong trường hợp cái người có tài sản họ thể hiện ý chí, và ý chí của họ rất rõ là di sản này sau khi tôi chết sẽ được sử dụng vào di sản thừa kế, vào việc thờ cúng tôi, thờ cúng từ ông bà tổ tiên, thì chúng ta cũng hãy nên sử dụng và chúng ta hãy tuân theo những cái quy định của pháp luật, trong đó cả về gia đình và cả về pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi vui lắm vì có một cái khách hàng ở xa và họ đã xem cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, và họ đã đến với văn phòng với vai trò là như là một người bạn thân thiện. Họ bảo rằng là chị Thu biết không, em xem rất là nhiều những cái video của chị, và trong những cái video đó em thấy là nó dễ hiểu, nó thật cần thiết cho chính bản thân em. Thưa quý vị và các bạn, tôi là một người cố gắng chuyển cái thông điệp đó đến cho mọi người. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, và xin chúc quý vị và các bạn một ngày bình an.